Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái đề 1 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái đề 2 em nha. Đề này gồm có 5 câu em, gồm có 5 câu. Giờ thầy sẽ quay cho em ở cái bài 1 này. Bài 1 2 điểm này. Được chưa? Các em ghi đề lại rồi chúng ta tiến hành làm nha. Bài 2 2 điểm. Bài số 3. Thấy bài 2 bài 3 chưa? Độ nét của video rất là nét đúng không nào? Rồi. Ta đi xem bài số 4 nè. Các em bấm dừng video lại để chúng ta làm nha. Rồi mình làm xong mình mở video thầy lên để đối chiếu kết quả của thầy nha. Đây chính là bài 4. 3 điểm rưỡi ở phần hình học. Và đây chính là bài số 5, nửa điểm dành cho các bạn học sinh khá giỏi nha. Trong một đề bài thì luôn luôn có một cái bài rất là khó, đặc biệt là bài cuối chiếm khoảng 0,5 hoặc là 1 điểm để giúp cho các bạn giỏi đạt được điểm tối đa em nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Rồi, ta đi sang bài 1. Cái đề bài người ta yêu cầu các em là phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Thì cái dạng này chúng ta làm liên tục rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi làm câu A. Rồi. Đối với cái đa thức này thì chúng ta thấy có gì chung nè. Hệ số, đây là hệ số 5, đây là hệ số 10. Thì chúng ta sẽ đặt cái gì ra chung? Đặt hệ số 5 ra chung ha. Ở đây có x bình phương và đây có x, thì chúng ta sẽ đặt x này ra chung. Ở đây có y mà đây có y thì chúng ta sẽ đặt y ra chung. Như vậy tóm lại nãy giờ chúng ta thấy này, nói về hệ số chúng ta sẽ đặt 5 ra chung này. Đối với x, đây x bình phương, đây x thì chúng ta sẽ đặt x ra chung. Ở đây y mà đây y thì chúng ta sẽ đặt y ra chung. Thì khi đó bên trong còn lại là gì này? 5 này ra rồi thì hết này, y này ra hết, chứng tỏ x bình phương mà đây ra x thì chứng tỏ còn lại là gì? Là x cộng, phép cộng này ghi lại này. Số 10 này ra số 5 thì chứng tỏ nó còn là gì? Số 2. Tại vì x với y này ra ở ngoài bên ngoài này rồi. Ta đóng hoặc lại xong. Em hiểu chưa nào? Đối với câu B. Cái phần này chúng ta dựa vào hàng đẳng thức rất là nhiều em nhé. Tại sao thầy nói nhiều này? Em nhìn câu B này. Em sẽ nhóm 1, 2, 3 thành một nhóm. Tại vì 1, 2, 3 này là hàng đẳng thức số mấy? Hàng thức số 2. Sau khi chúng ta đưa về hàng thức số 2 rồi, chúng ta sẽ nhóm tiếp với âm 25 này. Âm 25 này chúng ta đưa về âm 5 mũ 2. Nghĩa là 5 mũ 2 đấy, chúng ta tiếp tục hàng đẳng thức số 3. Nghĩa là cái bài này chúng ta sử dụng hàng thức số 2 và hàng thức số 3 là ra. Như vậy thầy sẽ nhóm 3 này thành một nhóm để được hàng đẳng thức số 2. Được chưa? Như vậy thì cái này chúng ta đưa về gì? Nó dạng là A bình trừ 2AB cộng B bình này. Ta đưa về là A trừ B tất cả bình ha. Như vậy ta đưa về X trừ Y tất cả bình. Cái 25 này này, 25 này chúng ta sẽ đưa nó về là 5 mũ 2. Các em hiểu chưa nào? Như vậy bây giờ chúng ta áp dụng này. Coi cả cái này là gì? A này, đây chính là B này. Đây là A bình phương trừ B bình phương. Như vậy chúng ta đưa về là A trừ B nhân A cộng B. Như vậy A này trừ B này nhân này A này cộng B này. Đúng không nào? Như vậy chúng ta đã đưa nó về được hàng đẳng thức số 3. Đây là hàng thức số 2 này. Và đây chính là hàng thức số 3. Xong. Hiểu chưa? Đấy. Rồi. Ta đi sang ở câu C. X mũ 3 trừ 8 cộng 2X x trừ 2. Như vậy thì ở đây em thấy X mũ 3 trừ 8 thì đây chính là gì? Đây chính là hàng thức số 7 này. Còn ở chỗ 2X nhân cho X trừ 2 thì chúng ta không đụng chạm được cả. Tại vì mục đích của mình khi chúng ta phân tích ra thì chúng ta sẽ đặt cái X trừ 2 này ra chung này. Các hiểu chưa nào? Như vậy bằng này X mũ 3. Bây giờ số 8 này chúng ta sẽ đưa về mấy mũ 3? 2 mũ 3 cộng 2x x trừ 2.
Như vậy chúng ta tiếp tục phân tích cái hằng thức này ra. Đây chính là hằng thức số mấy? Số 7. Nó dạng là a mũ 3 trừ b mũ 3 này. Thì chúng ta đưa về là a trừ b là x trừ 2. Hằng thức phải thuộc em nha. Đây là x bình cái gì em? Cộng ab là 2x và cộng cho 4. Ghi cái thằng này lại, 2x x trừ 2. Ở đây các em thấy có gì chung này? Ở đây có x trừ 2, đây có x trừ 2 này. Thì thầy sẽ đặt x trừ 2 lên chung. Bên trong còn lại ở phía bên này là còn cái ngọt này, và phía bên này là còn 2x này. Thì chúng ta sẽ ghi lại và cộng lại luôn. Ở đây dấu cộng 2x. Được chưa? Như vậy thì đây là x trừ 2 để đó. Ở đây là x bình phương 2x cộng 2x này trở thành là 4x cộng cho 4. Như vậy x trừ 2 cái để đó. Đây chính là hằng thức thứ mấy? Đây chính là hằng thức thứ nhất. Trong đó a là x và b chính là 2. Tại vì số 4 này đưa về 2 bình phương này. Như vậy chúng ta đưa về x cộng 2 tất cả bình phương. Xong. Hiểu chưa? Đó. Kết quả cuối cùng của câu C nha. Được không? Đã hiểu chưa? Rồi. Ta đi sang câu D. X mũ 4 đây nha. Câu D là x mũ 4 cộng x bình y bình cộng y mũ 4 ha. Thì đối với bài này á, em nhìn ra này, nó có hằng thức hay không? Không, nó chẳng có hằng thức gì cả. Bây giờ nhóm được không? Giả sử ví dụ như thầy nhóm 1 và 2, 1 và 2 thầy đặt x bình phương ra chung, thì bên trong này còn lại là x bình cộng cho y bình cộng y mũ 4 thì cũng không được. Hoặc là em nhóm 2 và 3, 2 này đặt y bình ra thì nó cũng không được. Mà 3 anh đây thì nó không phải là hằng hằng thức. Đúng chưa? Như vậy bây giờ làm cách nào? Như vậy thì khi đó trong đầu của mình sẽ nghĩ ngay đến cái việc đó chính là gì em? Thêm và bớt. Thầy sẽ thêm và bớt. Đúng không nào? Ở đây chúng ta có này, x mũ 4, y mũ 4. Đúng không? X mũ 4, y mũ 4. Ở đây là x bình, y bình. Nếu chúng ta có 2, ở đây có thêm số 2. Nghĩa là x mũ 4, 2 x bình y bình cộng y mũ 4 thì nó sẽ ra được hằng thức. Cái đó không? Như vậy thầy sẽ thêm vô. Như vậy x mũ 4 cộng x bình y bình cộng y mũ 4. Bây giờ ở đây đã có một cái x bình y bình rồi thì thầy sẽ thêm vô một cái nữa. Khi thêm bao nhiêu thì thầy sẽ bớt ra bấy nhiêu. Đây chính là phần thêm và ở đây chính là phần bớt ra. Thêm này, bớt này. Tiếp tục x mũ 4 hai thằng này cộng lại, ở đây là hệ số, đây là 1 này, ở đây là 1 này. Như vậy 1 cộng 1 là cộng, ở đây là 2 x bình y bình cộng y mũ 4 trừ cho x bình y bình ở đây. Được chưa? Đây chính là hằng thức số mấy? Hằng thức số 1. Trong đó a là x bình và b là y bình. Như vậy là x bình cộng y bình tất cả bình trừ x bình cộng y bình. Mà cái anh x bình cộng y bình thì thầy sẽ lồng vô trở thành một cái bình phương thôi, để thầy tiếp tục áp dụng hằng thức số 3. Ở đây thầy có thể viết được là x nhân y tất cả bình. Đó. Như vậy đây chính là hằng thức số 3 này. Các em thấy đây chính là hằng thức số 3. Như vậy thì chúng ta đưa về là x bình cộng y bình trừ x y nhân, ở đây là x bình cộng y bình cộng x y. Xong. Hiểu chưa? Hiểu bài này chưa nè? Đó. Kem hiểu á thì kem thầy cảm thấy cái bài nó rất là dễ. Mà em không hiểu thì bài cảm thấy rất là khó. Nguyên tắc của chúng ta là như vậy. Kem nhìn thầy ở câu A. A thì dễ đó, B cũng dễ, C cũng dễ. Chỉ có câu D là hơi khó một chút thôi. Được chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em bài số 2. Trở đi, chúc em học tốt nha. Bye bye.